Sáng nay, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Ngân hàng Thế giới đã phối hợp tổ chức Diễn đàn Phát triển Việt Nam VDF 2017 với chủ đề Tăng năng suất, đòn bẩy cho phát triển bền vững. Theo các diễn giả, trong quá trình tăng năng suất, Việt Nam cần chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường để có thể phát triển một cách bền vững. Tại diễn đàn quan trọng này, Ngân hàng Thế giới WB đưa ra đánh giá, việc tăng năng suất và tăng thêm giá trị đòi hỏi phân bổ nguồn lực tốt hơn, phân bổ tài nguyên tốt hơn. Đồng thời, việc bảo vệ môi trường là điểm trọng yếu cho sự phát triển bền vững. Bộ Tài nguyên Môi trường cần tham vấn nhiều hơn với người dân địa phương và xã hội dân sự, lắng nghe nhiều hơn trước khi đưa ra các quyết định xây dựng, phát triển công nghiệp khó khăn. Cùng với đó, quá trình phê duyệt chậm và tỷ lệ giải ngân chậm vốn ODA, kể cả khoản viện trợ lẫn khoản vay của Việt Nam, đang khiến nhiều nhà tài trợ, Liên minh châu Âu, các quốc gia thành viên quan tâm. Nếu chính phủ Việt Nam không khắc phục vấn đề này, các nhà tài trợ có thể sẽ phân bổ lại quỹ cho các quốc gia, khu vực hoặc các ưu tiên khác.